anh bao em vào trước đi. Anh chụp ảnh mà. Anh bao anh vào trước đi, em không không, trước không. Anh quay anh chụp con được đi. Anh Hưng nhớ, anh trả tiền thì đi trước đi chứ. Không, anh quay mà anh cứ thế nào rất nhất anh gọi cho em. Anh quay anh sao? Em phải đến từ là không phải đến gọi đây luôn hả? Hay là lấy ba? Dạ. Gọi đây luôn hay mình ngồi lại ngồi ban? Anh lại ngồi ban để đô đấy á. Chín rưỡi. Thì nó cũng ra 8:09 ạ. Em chọn này. Đập môn lên tập nào này. Nó còn rẻ hơn chỗ thu của con hơn đi. À, tức là bữa trưa là nó chỉ có hai. Nhưng mà được gọi mấy món, một trong những bài tôi gọi sẽ là để đi ra đúng. Cái xe này nó vẫn được lưu thông nhỉ? Ừ, anh hỏi câu đó nó hay đấy. Chắc được chứ. Xem có biển không? Có biển. Có biển thì là được sao? Ấy, cái biển này như... Biển này biển rộng. Biển lở vẫn sao á. Cái xe này chắc là để trang trí rồi. Xem có chụp phá. Trông dù ăn trộm vẫn rồi. Em ơi, thằng này ăn trộm, Đi được đó. Đi được mà. Đi được đấy. anh ra giật thực cửa thử bắt. Có anh nghĩ là có coi bao đồng không? Anh bảo tao không là ăn trộm như mày. Cửa hàng Thái đẹp đẹp chưa? Anh em vào không? Có vẻ ở đây Thái kìa. 9:30. Lại review anh? Ờ, chú bỏ 9:30 anh vào ăn một phát đấy chú review kia nghe về chứ nào. Chú không ăn được nữa thì để đấy bọn anh ăn cho. Bỏ 9:30 cũng phê đấy, nhưng mà nhìn đẹp khác nhỉ? Ờ. Trong đấy có mấy quả đèn trùng thôi. Cái thác kia không biết có phải là để làm thủy điện không nhỉ? Em nghĩ không, Thái Lan chắc không dùng thủy điện. Ờ, mà anh nghĩ thác nhỏ vậy thì cũng khó thủy điện lắm. Chắc là để cho đẹp. Cô cả là trêu cái ông cô cả. Đáp. Nước mảnh này cho cô cả ăn. Cảm ơn anh, đưa anh dừng lại cho anh. Ông ơi.
trái đi. Cỏ này mình đi được lên không nhỉ? Đi được không? Mèo nó ngủ trên cái cỏ luôn. Ồ. Nằm picnic trên cỏ. Anh Hưng, ừ? Làm của áo để quá thời gian. Messi làm Griezmann này mà. Tìm về hàng nhái ở Phần Lan đang hiếm đấy, anh tranh thủ luôn. Đâu? Đi đâu nữa? Vài trai anh chưa gì đã, chưa mệt rồi à? Đâu, anh hỏi đi đâu mà? Oh, thanks. Я мен чек обью, а давай вот мы там там. Nhưng mà cái nhà này là nhà gì đó? Nhìn thế này có nhà này này. À. Ui, có hôi nhỉ. Đi vào kìa, vào thử chỗ kia, chỗ không gian. Đó, cũng được, để gọi Đức. Đức ơi.
đi lại bên đây đi. Cả nhìn cả đấy có nhìn kính này có nhìn nó không này, cái kính này có nhìn nó không, bỏ xuống ra mới nhìn được hả? À mỗi lần một đô quên, không anh không mang bắn xuống rồi. Tắm bê rê của sân bay nhỉ? Chắc cũng không quá xa nữa. À nó bảo tắm bê rê nhiều hồ lắm. Mà cũng anh thấy cũng đông như vậy, ít đâu nhỉ? Này, nhìn cả một cái khu này chứng tỏ là cái thành phố của nó cũng tập trung đông người chứ. Ba trường đại học. Kia là sân vận động này. Không có máy che luôn. Không anh, không có máy che. Chỉ có một bên này thì có này. À đúng rồi, đúng rồi. Còn đúng tất cả là không có máy che. Mà chắc là chơi sân đấy cũng có rồi. Đẹp đấy. Xem được mấy cái nhà cao tầng nhỉ? Được mỗi một cái, hai cái nhà cao tầng. Được hai cái. Được, có cái nhà bên kia đẹp phết này. Có cái nhà xa. Cái tòa tháp mà lúc nãy ở gần nhà ga chính là cái tòa đen đấy. Anh thấy buổi tối nó nháy đèn.
À. Nhà nhà nhìn cũng hay mà. Vâng, cũng được lên lên ừ. Đấy. Nhưng mà toàn đấy nó không cao bằng ở đây. Ờ. Nhưng mà được cái là lên đấy thì nó có quán bar ở trên đấy, ừ. Ngồi cũng được. Ừ, trời này hơi lạnh. Nhà này chắc là kiểu văn phòng là kiểu ấy nhỉ? Khách sạn này. Khách sạn à? Vâng. À, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Socos. Cái khu kia cũng đẹp kìa. Nhà. Ừ. Khu đấy nhìn như kiểu là toàn nhà biệt thự đầy giá nhỉ? Nhà giàu. Nhà giàu đấy. Ở trước là bãi đỗ du thuyền. Ồ. Oh.